đây là khô cá tra. Khô cá tra mình làm cho chị Linh. Chị Linh vừa rồi chị Linh cũng mua của mình. Chị Linh đem chị tới ăn và giới thiệu cho những người bạn của chị Linh ăn khen ngon. Chị Linh nói ăn suốt cá tần khô không à, công nhận khô ăn ngon thiệt. Thì hôm nay mình gửi cho chị Linh. Chị Linh về dặn mình làm 2kg nữa. Đây là 2kg khô, 1kg thì ướp muối ớt, ký này không có ướp muối ớt. Chị Linh là chị của chị bên Mỹ, vừa rồi mình gửi khô lần trước mình cũng gửi một lần thì ăn khen ngon. Thì lần này đặt mình là 12 ký khô cá lóc, mình mới vừa gửi xong. Giờ mình chuẩn bị mình vô bịch này để mình đưa cho chị Linh. Mình cảm ơn chị Linh rất là nhiều, chị Linh ủng hộ mình còn đi giới thiệu cho bạn bè nữa, nên mình cũng rất là cảm ơn chị. Mình xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ nấu cái món miếng này không gọi chị Tiên cho mình. Hôm nay cái bịch này bịch màu khác, mình sẽ nấu miếng chị Điển. Ở đây mình có 3 con cua nè. Cái cua này con cua nhỏ chứ không bự, cua nhỏ xíu à. Hai cái một con đực. Cái mình nấu nước ngọt thì mình có đầu cá lóc nè, giờ mình nấu lấy nước ngọt chứ mình không có mua xương. Nhưng cái củ cải đỏ. Bây giờ mình mời cả nhà cùng theo mình nấu cái món miếng nấu cua biển này nha. Mình bỏ miếng vô mình ngâm. Ngâm một hồi nữa mình trộn nó mau mềm. Đi hai tay chọn bà. Chào ông bà nói. Hát hả? Rồi con làm cọp cho ông bà coi đi. Nè Đăng Quang, nè con cọp làm sao? Em đấy. Mình bắt nồi nước lên để mình nấu cái đầu cá cho ra nước ngọt. Bỏ vô nước muỗng muối nhỏ. Bỏ vô muỗng hạt nêm lên. Cá này mình rửa sạch sẽ rồi, giờ mình để vô mình nấu. Mình cắt cái sợi dây của con cua ra. Mình tay ra buộc bằng cái sợi dây dừa, nó mềm mèo luôn. Mở rút nước vô cái cũng cả tâm cả gan. Đi rửa ba con cua này cho thiệt sạch. Cúc ngọn đây nãy rửa cua nha. Con mắt cắt chân hay gì vào dữ vậy? Đau. Dạ. Rủi lắm. Đau. Ở đó đi nội rửa. Cũng theo nội. Biết tâm này cái là mình lột cua. Mình sắc củ hành nữa, mình thi cho nó thơm nội sắc củ hành. Để vô chén xíu nữa cái mình thi. Rồi mình cắt làm hai củ cải rồi cái mình chẻ làm bông. Rồi mình cắt làm bông. Mình sắc củ cải à. Củ cải mình sắc thành cái bông như bông mai. Okay, mình để mấy bông củ cải mình.
trứng rồi mình vớt cá ra. Nói nãy giờ nó cũng ra nước ngọt à. Mình cho củ cải vô mình nấu luôn, ra nước ngọt. Giờ cái hành này mình cắt cái gốc. Để hồi đó mình để vô nấu cho nó ngọt nước. Còn cái lá mình sắc nhuyễn. Giờ cua của mình chín nè. Mình vớt cua ra. Chảo lên mình phi hành, cho hành mình để cho miếng cho thơm. Thêm cho hành cho mình phi. Cho cái gốc của hành vô thì mình tách cái cua này ra. Đó. Cua này chắc không chắc thịt không, mình nghĩ thấy nó nhỏ nè. Giờ mình đập càng ra cái mình gỡ thịt ra. Mình thấy vậy chứ mà cũng chắc thịt nè. Cũng ngon nè. Thịt cua thịt ngon luôn, trắng tươi. Này mà gặp cua bự chắc đập cái thịt thấy ham lắm. Cái que mà nó cũng có thịt, chắc thịt thì ngon. Giờ mình bỏ miếng cho mình đựng. Miếng này mình để mình cắt vắn vắn ra đi, giờ thấy nó dài quá. Thì mình cắt ra. Cho vắn vắn hồi nữa mình dễ gấp. Không có đem kéo ra mình cắt bằng dao hơi khó cắt chứ. Gai như vậy không. Mình ngâm gì mình dễ trộn nhé. Hôm lần trước mình không biết đó, mình để gì mình trộn luôn hết rồi. Mình vớt một cái một ra hết luôn. Gấp miếng ra, miếng mình trộn nó mềm mà. Miếng trong khe thì ngon lắm. Bỏ thịt cua vô. Giờ mình múc cái nước súp lên. Nước súp mình có mấy cái bông cải. Bông củ cải giống như hoa mai. Xin chào cả nhà. Miếng nấu cua của mình xong hết rồi. Giờ mình mời cả nhà mình ăn với mình cho vui nha. Bữa nay có hai mẹ con mình ăn thôi. À, ông xã mình thì đưa hút ngủ trưa vậy nè. Cái đưa nó ngủ rồi. Rồi nó cứ chưa ngủ. Mình nấu miếng thì ăn rất ngon đó. Hồi nữa cái anh mình đem về cho má mình một tô. Mời cả nhà cùng ăn con. Ngọt ngon, cua ngọt ngon á. Mình nấu nước cá ngọt nè. Nấu mấy cái đầu cá mà ra nước ngọt hay sợ được. Nước ngọt cá ngon hơn cái xương. Nước ngọt gì khác, khác hơn. Về sáng mình đỡ đi mua xương.
với củ cải lỡ mình nấu lên thêm ngọt. Miếng này ngọt quá, tớ ngọt ăn ngon ha mẹ. Miếng này nhất sẽ ngon. Hai con miếng mình mua ở đây nó nhỏ xíu ha mẹ. Ừ. Nó như cọng bún vậy. Cô ăn ngọt ngay. Cô này cũng chấp thịt nè, nhưng mà con nhỏ thì thịt nó ít. Từng ớt không? Để từng ớt vậy. Mày ăn cho ăn sạch luôn. Miếng thịt ít ít thời cay. Rồi. Chưa? Rồi, rồi. Cay. À, cũng sạch miếng ăn. Cho cay cay. Có ngọt ở đây luôn nè. Con thấy người ta bình thường ta hay nấu miếng ăn sáng. Miếng này mình nấu ăn cũng ngon mà mình xào ăn cũng ngon. Nghe nói cô Tiên nó làm gỏi miếng cũng ngon lắm, bữa nào làm thử. Gói miếng mình tổng với gì mẹ? Tổng tôm, thịt, đồ, rau vô thêm. Rau thơm nữa. Mình cắt giá hả mẹ? Cắt miếng hả? Cắt miếng nhóc nè, rau thơm như leo rồi. Hành phi bằng dầu dừa ngon thế hả? Thơm thơm dầu dừa, thơm mùi dầu dừa. Con khoái ăn đồ chiên bằng dầu dừa. Cá chiên dầu dừa ăn thơm lắm. Mà tính ra dầu dừa mình mua ăn đâu nổi. Mình có dừa ở nhà mình thắng thôi chứ ở chợ bán mấy trăm ngàn lít mua ăn đâu nổi à. Không phải như dầu bình thường. Dầu dừa nguyên chất. Còn ăn có miếng cá nữa nè. Mấy cái má cá, má đào của con cá nãy mày gỡ ra. Ngon. Mình ăn tôm này chắc no luôn. Ăn này khỏi ăn cơm. Miếng cua này con cũng mới ăn. Ngọt ha, ngọt ngay. Nấu nước cá này dám chừng ngọt hơn xương đó mẹ. Ngọt hơn. Thường nấu xương gà được ngọt. Ngọt hơn xương heo. Chạy tính từng ớt vô ăn chảy mũi. Con cũng bay chảy nhức mũi. Ăn chưa ăn hết mà. Ăn từng ớt cay. Mới ăn mấy gốc hành. Mấy hành ăn ngọt. Nếu mình nấu cua này ăn thiệt ngọt, với cộng với cái đầu cá mình nấu nó ra nước thiệt ngọt luôn. Mình cảm ơn các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra xem clip của mình. Mình chúc cho các anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ, dồi dào sức khỏe. Nếu như các anh chị thấy yêu thích kênh của mình thì hãy đừng quên nhấn nút đăng ký và chia sẻ ủng hộ cho kênh Mỗi Miền Tây. Và bây giờ mình đi tạm biệt, thì hẹn gặp lại.